Vâng, xin chào các quý vị và các bạn. Quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Như quý vị đã biết được, khi mà theo dõi cái kênh Xe Đạp Hải Phòng của chúng tôi thì đã có rất là nhiều cái thương hiệu xe đạp mà được chúng tôi giới thiệu trong thời gian vừa qua. Ngoài những cái thương hiệu mà một trong những thương hiệu trong số đó là nổi tiếng thì cái hiệu mà Louis Gallo, hiệu Louis Gallo là của Canada ấy, thì cũng rất là phổ biến ở trong cái dòng xe đạp thể thao Nhật bãi. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu với các quý vị và các bạn là cái chiếc xe đạp touring hiệu Louis Gallo, và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để quý vị cùng xem chiếc xe. Và đây, trong khung hình đây là chúng ta đang nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao touring hiệu Louis Gallo. Hiệu này là mang model là LGS TR1. Quý vị có thể lên Google, quý vị gõ là Louis Gallo cách LGS TR1 ra là sẽ ra cái model của cái sản phẩm này. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Canada và được làm rất nổi tiếng của Canada luôn. Xe này thì có size rất là thấp, mình sẽ đo tiến hành để đặt kích thước đây. Xe này mà chiều cao từ mặt đất cho đến khóa yên từ mặt đất lên là có 71 cm thôi, rất là thấp, size rất thấp. Cái dòng xe touring này thì được làm bằng khung nhôm toàn bộ rồi. Khung nhôm, mối hàn này, vảy cá này. Nước sơn là con này là nước sơn zin nguyên bản luôn, không bắn tốt. Ở đây có một tí xước. Đấy, nước sơn như các quý vị có thể thấy là nước sơn rất là đẹp. Đang về bộ chuyển động của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Antut, và đi kèm với đó là lít thả Shimano 8 tầng. Đằng trước thì chúng ta có một cái đùi đĩa là Shimano. Đấy, đùi đĩa Shimano và cũng gạt đĩa luôn Shimano luôn. Riêng dòng Louis Gallo này thì mình thấy là có được trang bị cả phanh V hiệu Shimano. Đây là một hiệu phanh, một cái loại phanh V của Shimano là loại rất là tốt. Loại này rất là tốt. Cỡ lốp của xe đó là lốp 700C. Lốp 700C. Đũa lốc may ơ nhôm. Đấy, may ơ nhôm. Hai viền của lốp thì có một cái viền phản quang. Đấy, lốp này có cái viền phản quang, đi tối là nó sẽ nổi bật lên ánh sáng, giúp cho người đi không phát hiện được chiếc xe từ xa. Đằng trước cũng đây, cũng lốp phản quang. Xe này là dòng xe touring được trang bị giảm sóc. Đằng trước thì cũng là trang bị phanh V hiệu Shimano này, phanh này rất tốt. Và giảm sóc hiệu SR Suntour. Đằng trước thì cũng vẫn là may ơ nhôm, đũa lốc, lốp Kenda, và có trang bị có vành phản quang. Bên trên tay cầm của chúng ta thì được trang bị một bộ tay bấm xả
Bên tay phải thì là tay bấm xả 8 để chuyển níp. Và bên tay trái là 3 tốc độ để chuyển đĩa. Giống như tất cả các xe bình thường thôi. Vâng, đây là phần tay cầm nhìn từ trên xuống. Nó là tay bằng. Tổng thể chiếc xe nước sơn rất là đẹp, chiều cao từ mặt đất cho đến khóa yên là 71 cm, phù hợp cho những người có chiều cao từ 1m6 cho đến 1m75 là đi chiếc này phù hợp. 1m6 cho đến 1m75 là đi chiếc này phù hợp. Giá bán của chiếc xe tại cửa hàng là 5,5 triệu, đã bao gồm bảo hành sửa chữa miễn phí 1 năm và tặng rất nhiều phụ kiện. Giá bán của cửa hàng là giá bán chuẩn. Xin quý khách vui lòng không mặc cả. Mặc cả cửa hàng không tiến hành giao dịch chiếc xe. Và quý khách quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943 để mà biết được những cái quà tặng và những cái dịch vụ bảo hành bảo dưỡng đi kèm và chế độ giao xe tại các tỉnh như thế nào. Thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều các cái xe đạp khác đang về và cũng không có thời gian làm, chưa làm video được nhiều. Chiều dòng chơi trên phố, không đá không hẹn hò. Người yêu thương không bỏ, con thơ mãi đậm thân. Một đôi khi nghe quá. Ngoài ra cửa hàng còn rất nhiều xe đạp khác. Quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, cách bảo dưỡng sửa chữa, hãy ấn kết bạn với link xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook và ấn chế độ xem trước hay là bạn thân. Còn quý vị đang xem ở trên YouTube, hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để quý vị là những cái người mà được đầu tiên YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên trên kênh. Vâng, và đến đây thì tôi đã kết thúc cái phần giới thiệu cấu tạo qua chi tiết của chiếc xe Louis Gallo Touring hiệu LGS TR1. Xin cảm ơn các quý vị đã xem video và hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt. Xin chào tất cả các anh chị đang xem cái livestream của em trên Facebook. Em xin kết thúc video livestream tại đây.